Yêu xa có khó không? Có lẽ mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng. Với chúng tôi, yêu xa cũng gói trọn tất cả những buồn, vui, yêu, nhớ, hờn dỗi, làm lành. Nhưng dù khoảng cách có là bao xa, chúng tôi vẫn luôn có nhau trên mọi bước hành trình. Chia xa mãi mãi, nhưng rồi một buổi sáng mùa thu Hà Nội, chúng tôi vẫn tiếp tục va vào nhau, để rồi câu chuyện tình yêu lại tiếp tục với những ngày yêu xa ấm áp. Alo, em à, em đã tiêm vaccine chưa? Dạ rồi, em mới đi tiêm vaccine ngày hôm qua. Nhớ đem theo thuốc hạ sốt nhé. Anh ở Hà Nội cũng giữ sức khỏe với lại gia đình cũng cẩn thận nhé. Vâng, dạ rồi, bye bye anh. Bye em. Để anh cân cả thế giới nha. Ôi anh mỏi chết luôn, mệt quá. Thôi bây giờ để em đạp khổ anh nhá. Thôi bây giờ mỏi chân lắm rồi, đi ra đưa quay hướng kia đi. Đi, chúng mình đi thôi. Vô. Bây giờ mình lên đến đỉnh cao nhất của đôi quay mà hôn nhau ấy, ở bên nhau suốt đời ấy. Thôi lên đến cao này anh mệt lắm rồi, bây giờ còn hôn nhau thế này nữa, khó thở lắm. Thôi. Thôi để anh lo cho em hết cuộc đời này, đi về. Đợi anh tí nhé. Dạ.
Anh có cái này tặng em. Hay là hai chúng ta về một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Một ánh mắt này sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng từng xe dây gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón nữa. Ta giờ đây chung trên mây, ta cùng đón tương lai. Ta cầm tay, ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù tan co, dù mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa là chiếc xe nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Yeah.